bạn nghĩ gì khi một con chuột là thú cưng, thành niên trong gia đình? Bạn mình có một con chuột như vậy, nó được 1 tuổi rồi. Bình thường tuổi thọ của một con chuột là hay nam. Trước đây mình không thấy con chuột dễ thương một chút nào, nhưng con này rất dễ thương và lịch sự. Ở đây nó đang thể hiện sự quan tâm đến mình. Tên của con này là Sukharik. Nó rất yêu cô chủ của mình. Nhìn cách nó đang thưởng thức được vuốt ve. Con này rất thông minh. Mình đã nhờ bạn bày ra một số thủ thuật họ thường làm cùng nhau. Nhìn con này kia, khá dũng cảm. Nó thích trèo cao trên vai của cô chủ của mình và quan sát mọi thứ xung quanh từ trên xuống dưới, từ chỗ an toàn bên cô chủ của mình. Mẹ bạn cũng thương con chuột và đã làm một đồ chơi cho nó. Ở đây nó giống như một con mèo nghịch ngợm vậy. Ủa, ты у нас будешь красивый король. Стой. Надо нарядиться. У него же бантик даже остался. Ой. Mọi người và động vật trong nhà đều yêu quý nó. Xem chó Waffle liếm nhẹ nó vì sợ làm hại. Nhưng với mèo, ở một phòng với chú chuột rất căng. Nó nghĩ làm sao mình là mèo, tự nhiên phải đuổi theo và ăn chuột. Còn riêng con này thì không được, nhưng đành phải tuân theo thôi, vì nếu không thì sẽ bị phạt nghiêm khắc. Hy vọng các bạn đã thích video ngắn giấy trẻ của mình. Hãy đăng ký kênh của mình, thích và chia sẻ video này nhé. Cảm ơn mọi người vì đã xem và hẹn gặp lại.